Thi Thiên đoạn 37. Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác, vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều này. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ ác thành công trong đường lối mình hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác. Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ. Chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác, vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong. Nhưng người nào trong đời Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Chẳng mấy chốc kẻ ác sẽ không còn. Dù ngươi có đến tận chỗ tìm hắn cũng không thấy hắn đâu cả. Còn người nhu mì sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và vui hưởng bình an thịnh vượng. Kẻ ác lập mưu hại người công chính và nghiến răng giận dữ với người, nhưng Chúa chê cười hắn vì thấy ngày đón phạt của hắn gần kề. Kẻ ác rút gươm và dương cung để triệt hạ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, để giết hại người đi theo đường ngay lẽ phải. Nhưng gươm của chúng sẽ đâm vào lòng chúng và cung của chúng sẽ bị bẻ gãy. Người công chính tuy ít của cải còn hơn kẻ làm ác mà giàu có, vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công chính. Đức Giê-hô-va biết số ngày của người trọn vẹn và cơ nghiệp họ sẽ còn đến đời đời. Trong buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, trong ngày đói kém họ vẫn được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất, kẻ thù của Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng bị thiêu đốt, tiêu tan như mây khói. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công chính cứ làm ơn và ban cho. Vì người được Đức Chúa Trời ban phước sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong. Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, Ngài ưa thích đường lối người ấy. Dù người có vấp ngã cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va đưa tay nâng đỡ người ấy. Trước kia tôi còn trẻ, nay đã già, tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ hay dòng dõi người ấy đi ăn mày. Hằng ngày người công chính làm ơn và cho mượn, dòng dõi người được phước. Hãy lánh điều dữ và làm điều lành thì con sẽ sống đời đời, vì Đức Giê-hô-va yêu công lý, không từ bỏ người thánh của Ngài. Người công chính được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ gian ác sẽ bị diệt vong. Người công chính sẽ nhận được đất đai và sống ở đó đời đời. Miệng người công chính nói lời khôn ngoan, lưỡi người ấy nói ra điều chính trực. Luật pháp Đức Chúa Trời ở trong lòng người công chính, và người bước đi không chao đảo. Kẻ ác rình rập người công chính và tìm cách giết người ấy, nhưng Đức Giê-hô-va không phó người ấy trong tay hắn, cũng chẳng để người bị kết tội khi bị đem ra phán xét. Hãy trong đời Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để hưởng được đất đai, và ngươi sẽ thấy kẻ ác bị diệt vong. Ta từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, bành trướng như cây cổ thụ xanh tươi trên đất nhà. Nhưng có người đi qua, kìa hắn chẳng còn, tôi tìm hắn mà không gặp. Hãy quan sát người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hiếu hòa sẽ được phước, còn những kẻ phạm tội sẽ cùng nhau bị hủy diệt. Tương lai kẻ ác sẽ bị tiêu vong. Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồng lũy của họ trong lúc gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ. Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ, vì họ nương náu mình nơi Ngài. 1 Timôthê đoạn 1. Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Giê-xu theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta,
và của Đấng Christ Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Thân gửi Timôthê, con thật của ta trong đức tin. Cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đấng Christ Giêsu Chúa chúng ta ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Như ta đã khuyên con lúc ta đi Macedonia, con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác. Cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Một số người đi chệch mục đích đó đã sa vào những cuộc tranh luận rỗng tết. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu lời mình nói hoặc điều mình quả quyết. Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn, và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính, mà cho những kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phạm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man, và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. Đó là điều dạy dỗ từ tin lành vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh phúc mà ta đã được giao phó. Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Thật, ân điển của Chúa chúng ta đã chan chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong Đấng Christ Jesus. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Sở dĩ ta nhận được ân thương xót là để Đấng Christ Jesus tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta, là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất. Amen. Timôthê con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh này cho con theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Trong số họ có Himene và Alexander mà ta đã phó mặc cho Satan để họ học tập đừng phạm thượng nữa. Ê-sai đoạn 27. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh để trừng phạt Leviathan là con rắn luồn lách, trừng phạt Leviathan là con rắn uốn lượn. Và Ngài sẽ giết con quái vật dưới biển. Trong ngày đó, các ngươi hãy hát cho vườn nho sai trái. Chính ta, Đức Giê-hô-va là đấng canh giữ nó, vẫn thường xuyên tưới nước cho nó. Ta canh giữ nó ngày đêm, kẻo người ta phá hại nó chăng? Ta không còn giận nữa, nếu nó chỉ sinh gai gốc và bụi rậm. Ta sẽ đi đánh chúng nó, ta sẽ đốt nó chung với nhau. Không gì bằng nhờ sức ta, hãy làm hòa với ta. Phải, hãy làm hòa với ta. Sẽ đến lúc Gia-cốp đâm rễ, Israel kết nụ và nở hoa, và sẽ ra trái đầy trên mặt đất. Có phải Ngài đánh nó như đánh kẻ đã đánh nó không? Hay nó có bị giết như những kẻ giết nó đã bị giết không? Ngài đã trừng phạt nó cách chừng mực, bằng cách đuổi nó đi. Ngài dùng cơn lốc mãnh liệt đùa nó đi trong một ngày có gió đông. Vậy, nhờ điều sau đây mà tội của Gia-cốp sẽ được tha, và đây là tất cả những gì nó cần làm để tội nó được xóa bỏ. Nó phải làm cho tất cả đá của bàn thờ trở nên như đá voi tán vụn, của các tượng Asera và các bàn thờ dân hương sẽ không bao giờ dựng lại nữa. Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng, nơi cư trú đã bị bỏ hoang và lãng quên như sa mạc.
bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhai những cành cây. Khi cành khô và bị bẻ gãy, các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa, vì dân này không chịu hiểu, nên Đấng đã làm nên nó không thương xót, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn. Rồi sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sẽ đập lúa từ dòng sông Cái cho đến suối Ai Cập. Hỡi con dân Israel, các ngươi sẽ được thu nhập từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ, những kẻ bị thất lạc trong đất Assyri và những kẻ bị đày sang đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Jerusalem. Ê-sai đoạn 28. Khốn cho mão miệng kiêu ngạo của những bợm rượu Ê-phra-im. Khốn cho vòng hoa chống tàn là đồ trang sức xa hoa. Cho thủ phủ thung lũng phì nhiêu của những kẻ bị rượu đánh ngã. Này, từ nơi Chúa có một người mạnh mẽ và có quyền thế, giống như cơn bão mưa đá cuồng phong tàn phá, như nước lớn vỡ bờ lũ lụt tràn lan. Người sẽ dùng tay ném chúng xuống đất. Mão miệng kiêu ngạo của những bợm rượu Ê-phra-im sẽ bị chà đạp dưới chân. Vòng hoa chống tàn là đồ trang sức xa hoa cho thủ phủ của thung lũng phì nhiêu, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Khi có người thấy và hái được nó thì đã nuốt ngay. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm mão triều thiên vinh quang và mão miệng rực rỡ cho phần còn sót lại của dân Ngài. Ngài sẽ là thần công lý cho người ngồi tòa xét xử và là sức mạnh cho những người đẩy lùi chiến trận nơi cổng thành. Ngay cả những người này cũng loạn choạn vì rượu và đi lảo đảo vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và nhà tiên tri đều loạn choạng vì rượu mạnh. Họ bị nuốt chửng vì rượu và bị lảo đảo vì rượu mạnh. Họ quờ quạng trong khải tượng và nhầm lẫn trong phán đoán. Tất cả các bàn tiệc đầy đồ nôn mửa, chẳng còn chỗ nào sạch. Vậy, người sẽ dạy kiến thức cho ai và sẽ giải thích cho ai hiểu sứ điệp của mình? Có phải là dạy cho những trẻ thôi bú mới rời khỏi vú chăng? Vì mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi miệng người ngoại quốc và tiếng khác mà phán với dân này. Ngài đã phán với họ: đây là chỗ nghỉ ngơi, hãy để kẻ mệt mỏi được nghỉ. Đây là chỗ yên tĩnh, nhưng họ không chịu lắng nghe. Cho nên lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là mệnh lệnh thêm mệnh lệnh thêm mệnh lệnh, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, để họ bước tới thì ngã ngựa, bị vỡ nát, sập bẫy và bị bắt. Vì thế, hỡi những kẻ ngạo mạn đang cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, vì các ngươi nói: chúng tôi đã kết ước với sự chết, chúng tôi có một hợp đồng với âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt tràn qua sẽ chẳng chạm đến chúng tôi, vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu, lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn. Vậy nên Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế này: này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý, làm nền tảng vững chắc để ai tin sẽ không hành động vội vã. Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo và sự công chính làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối, nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn. Bấy giờ, giao ước của sự các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, hợp đồng của các ngươi với âm phủ sẽ không đứng vững. Khi tai họa hủy diệt tràn qua thì các ngươi sẽ bị nó chà đạp. Mỗi lần tai họa tràn đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi. Vì hết buổi sáng này đến buổi sáng khác, ngày cũng như đêm, tai họa sẽ tràn qua. Chỉ có sự khiếp sợ làm cho các ngươi hiểu biết sứ điệp. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không đủ đắp kín. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đứng dậy như ở núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận như tại thung lũng Ga-ba-on. Để làm công việc Ngài là công việc khác thường,
để thực hiện công tác Ngài là công tác lạ lùng. Vậy bây giờ đừng khinh lần nữa, kẻo dây trói các ngươi càng siết chặt thêm. Vì tôi đã nghe lệnh hủy diệt trên khắp đất nước này từ Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hãy lắng tai nghe tiếng tôi, hãy chú ý nghe lời tôi nói. Có phải người cày ruộng để gieo cứ cày mỗi ngày không? Người ấy cứ vỡ đất và bừa mãi sao? Khi mặt đất đã được ban bằng rồi, chẳng phải người ấy phải tiểu hồi và gieo đại hồi, tỉa lúa mì trên luống, lúa mạch tại chỗ riêng và đại mạch theo khu vực của nó sao? Ấy là Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn và dạy bảo nông dân cách phải làm. Vì người ta không đập tiểu hồi bằng cây lăn, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi, nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cây gậy. Người ta xay lúa mì để làm bánh, nhưng không đập mãi. Dù bánh xe cán hoặc chân ngựa đạp trên hạt thóc thì nó cũng không dập nát. Điều này cũng đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Kế hoạch Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan Ngài thật tuyệt vời.